Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định nha quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 29.000 đến 34.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp 29.000 đến 34.000 đồng mỗi kg, An Giang 28.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 28.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 29.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng 28.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, giá ớt cổ nhì và khoảng và 28.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, giá ớt cổ nhất và khoảng và 30.032 đồng kg và giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 32.035 đồng kg và ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 24.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 24.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Bình Định 22.000 đến 25.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng 22.000 đến 24.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai 23.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, ớt chợ có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg, các tỉnh phía Bắc 17.0 đến 20.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 22.000 đến 25.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng hái xanh 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg, ớt sừng chín đỏ đẹp lựa 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg, ớt sim xanh 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg, ớt chuông đỏ 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg, ớt chuông vàng 22.000 đến 23.000 đồng mỗi kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại!